Một con Zuzon Net nha, Zuzon Net Lifetime á. Con này là 7 kim nha mọi người, 7 kim rất là đẹp luôn. Đó. Nó đang chạy kim dây nhỏ là kim dây chính nha. Đó, con này 7 kim nha, núm nè. Núm zin cho em. Khóa zin luôn nè, thép đúc mạ đen nhưng mà độ mới rất là cao. Con này hiệu Pháp nha mọi người. Hiệu Pháp nha, đít sâu là đít vặn nha. Rất là đẹp luôn. Size em sẽ để trên phần tiêu đề cho bên mình nha. Đó, bấm thì nó hoạt động thôi. Rất là ok. Em bán với giá là 700k em xả nha mọi người. Mua hàng inbox qua Zalo, gọi điện thoại cho bên em. Độ mới rất là cao, không có chê một điểm nào được luôn á. Mọi người nhìn nè ha. Dây tầm 18 nha mọi người. Dây nó tầm 18. Đó, rất là đẹp luôn.